Cuộc đời vẫn đẹp sao, gia đình mình vui bất tình lình. Và Đừng Làm Mẹ Cáu đang nằm trong top 3 đề cử phim truyền hình ấn tượng tại giải thưởng VTV ấn tượng 2023. Điểm chung của những bộ phim này là nội dung vui vẻ, tích cực, chú trọng khai thác những chi tiết nhẹ nhàng, dễ chịu với cao trào vừa đủ, mang đến những giờ phút xem phim đầy thư giãn cho khán giả. Trong đó, bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu và Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao được đề cử giải Mai Vàng 2023. Xét về rating, tỷ suất người xem, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao có phần nổi trội hơn cả. Phim từng đứng top 1 trong bảng xếp hạng chương trình truyền hình được yêu thích trong tháng 7 với rating chạm mốc 4,6%. Bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Danh Dũng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, diễn viên Thanh Hương có thể nói là một trong những điểm sáng của phim truyền hình Việt trong năm 2023. Lên sóng từ tháng 4 trên VTV3, phim gây chú ý và giành được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Phim kể về cuộc sống mưu sinh lam lũ của người lao động. Bối cảnh chính là xóm trọ nghèo và chợ đêm Long Biên với hai nhân vật chính là Lưu Nát, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải đóng và Luyến Lươn, Thanh Hương thủ vai. Ngoài Luyến và Lưu, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao còn có những nhân vật như bà Tình, Điền, Bình. Tất cả ít nhiều đều có phần phản diện. Họ vì tiền có thể đánh nhau, vì lợi ích có thể hại người. Hôm trước còn gần gũi thân thương, hôm sau đã hắt hủi cạn tình. Mặc dù vậy, bộ phim không phải là một bức tranh tăm tối bởi được biên kịch và đạo diễn khai thác dưới góc nhìn lạc quan, với tâm thế gàn đục khơi trong, khai thác cuộc sống của người lao động nghèo, dù khó khăn nhưng vẫn tràn đầy niềm lạc quan, luôn yêu thương và sẻ chia với những người cùng chung số phận. Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao đã truyền tải nhiều thông điệp sống nhân văn, tích cực, chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.